Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi-thiên 31. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi nương náu mình nơi Ngài. Chớ hề để tôi bị hổ thẹn. Xin hãy lấy công bình Ngài mà giải cứu tôi. Khá nghiêng tai qua tôi, mau mau giải cứu tôi. Hãy làm hòn đá vững chắc cho tôi, một đồn lũy để cứu tôi. Vì Chúa là hòn đá và đồn lũy tôi. Xin dẫn dắt tôi nhân danh Chúa. Xin Chúa gỡ tôi khỏi lưới mà chúng nó gài kín tôi, vì Chúa là nơi bảo hộ tôi. Tôi phó thác thần linh tôi vào tay Chúa. Hỡi Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã chuộc tôi. Tôi ghét những kẻ thờ hình tượng hư không, nhưng tôi tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ vui mừng và khoái lạc bởi sự nhân từ của Chúa, vì Chúa đã đói đến sự hoạn nạn tôi, biết nỗi sầu khổ linh hồn tôi. Chúa không nộp tôi vào tay kẻ thù nghịch, song đặt chân tôi nơi rộng rãi. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy thương xót tôi, vì tôi bị gian truân. Con mắt tôi hao mòn vì cớ buồn rầu. Linh hồn và thân thể tôi cũng vậy. Mạng sống tôi tiêu hao vì cớ buồn bực. Các năm tôi suốt kém tại than thở. Vì cớ tội ác tôi, sức mạnh tôi mỏng yếu và xương cốt tôi tiêu tàn. Bởi cớ các cừu địch tôi trở nên sự ô nhục. Thật, một sự ô nhục lớn cho kẻ lân cận tôi, và một vật sợ hãi cho những kẻ quen biết tôi. Kẻ nào thấy tôi ở ngoài đều trốn khỏi tôi. Tôi bị chúng quên đi như kẻ chết mà lòng không còn nhớ đến. Tôi giống như một cái bình bể nát. Tôi đã nghe lời phao vu của nhiều kẻ. Tứ phía có sự kinh khủng. Đang khi chúng nó bàn nhau nghịch tôi, bèn toan cất mạng sống tôi. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, tôi tin cậy nơi Ngài. Tôi nói Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa. Xin giải cứu tôi khỏi tay kẻ thù nghịch và khỏi tay kẻ bắt bớ tôi. Cầu xin soi sáng mặt Chúa trên kẻ tôi tớ Chúa. Lấy sự nhân từ Chúa mà cứu vớt tôi. Đức Giê-hô-va ơi, nguyện tôi không bị hổ thẹn, vì tôi cầu khẩn Ngài. Nguyện kẻ ác phải xấu hổ và nín lặng nơi âm phủ. Nguyện các môi dối trá hay lấy lời sắc sược, kiêu ngạo và khinh bỉ mà nói nghịch người công bình bị câm đi. Sự nhân từ Chúa mà Chúa đã dành cho người kính sợ Chúa và thi hành trước mặt con cái loài người cho những kẻ nương náu mình nơi Chúa thật lớn lao thay. Chúa giấu họ tại nơi ẩn bí ở trước mặt Chúa, cách xa mưu kế của loài người. Chúa che khuất họ trong một cái lều cách xa sự tranh giành của lưỡi. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, vì tại trong thành vững bền, Ngài đã tỏ cho tôi sự nhân từ lạ lùng của Ngài. Trong cơn bối rối tôi nói rằng tôi đã bị trút khỏi trước mặt Chúa. Nhưng khi tôi kêu cầu cùng Chúa, Chúa bèn nghe tiếng nài xin của tôi. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va gìn giữ những người thành tín, nhưng báo cách nặng nề kẻ ăn ở kiêu ngạo. Hỡi các người trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng, bền chí. Chương 14. Lòng các ngươi chớ hề bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi, sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại, đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Thô-ma thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được. Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ví bằng các ngươi biết ta thì cũng biết Cha ta, và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Philip thưa rằng: Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng xin chỉ Cha cho chúng tôi? Ngươi há không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải ta tự nói, ấy là Cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Khi ta nói rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, thì hãy tin ta, bằng chẳng hãy tin bởi công việc ta. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nỗi ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Giu-đê chứ không phải Iscariot thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ thương yêu người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta. Và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha là đấng đã sai ta đến. Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn ta. Hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin. Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến, người chẳng có chi hết nơi ta. Nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến Cha và làm theo điều Cha đã phán dặn. Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây. Chương 6. Nhằm ngày 15 tháng 2, sau khi ra khỏi Egypto, cả hội chúng Israel ở nơi Elim đến đồng vắng Sin, nằm về cảng Elim và Sina. Cả hội chúng Israel oán trách Môi-se và A-rôn tại đồng vắng, nói cùng hai người rằng: Ôi, thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Egypto, khi còn kề nồi thịt và ăn bánh chán hết, vì hai người dẫn dắt chúng tôi đồng vắng này đang làm cho cả hàng dân đông này đều bị chết đói. Đức Giê-hô-va bèn phán Môi-se rằng: Này, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sẽ đi ra, mỗi ngày nào bánh đủ cho ngày nấy, đặng thử dân coi có đi theo luật ta hay chăng. Qua ngày thứ 6, dân sự sẽ dự bị phần góp và sẽ được phần gấp 2 của mình thường thâu hàng ngày. Môi-se và A-rôn bèn cùng dân Israel rằng: Từ nay các ngươi sẽ nhận biết rằng ấy là Đức Giê-hô-va đã rút các ra khỏi xứ Ai-cập. Phán ma Israel rằng: Từ nay các ngươi sẽ nhận biết rằng ấy là Đức Giê-hô-va đã rút các ra khỏi xứ Ai-cập. Tháng mai sẽ thấy sự vinh quang Giê-hô-va, vì Ngài đã ngời các ngươi oán trách Ngài rồi. Vả lại, chúng ta là ai mà các ngươi oán trách chúng ta? Môi-se nói: Chiều này Đức Giê-hô-va sẽ phát thịt cho các ngươi, rồi sáng mai bánh nhiều vật, vì Ngài đã nghe ngươi oán trách Ngài rồi. Thế thì chúng ta là ai? Những lời oán trách chẳng phải đổ về ta đâu, nhưng về Đức Giê-hô-va vậy. Môi-se cùng A-rôn rằng: Hãy cả hội chúng Israel rằng: Các ngươi hãy đến trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã nghe lời oán các ngươi rồi. Và khi A-rôn nói cùng cả hội chúng nên, thì họ xây mặt về đồng vắng, thấy sự vinh quang của ra trong đám mây. Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ta đã nghe lời oán trách của dân Israel. Vậy ngươi nói cùng chúng nó rằng: Lối điều các ngươi sẽ ăn thịt, sáng mai sẽ ăn bánh no nê và sẽ biết ta là Giê-hô-va. Vậy ngươi nói cùng chúng nó rằng: Lối điều các ngươi sẽ ăn thịt, sáng mai sẽ ăn bánh no nê và sẽ biết ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Vậy chiều lại có chim cuốc bay lên phục trại quân. Đến sáng lại có một lớp sương ở chung quanh trại quân. Lớp sương đó tan đi, trên mặt đồng vắng thấy có vật chi nhỏ tròn như hột sương đóng trên mặt đất. Khi dân Israel thấy, bảo nhau rằng: Cái chi vậy? Vì chẳng biết vật đó là gì. Môi-se bèn nói cùng dân rằng: Ấy là bánh mà ta ban cho các ngươi làm lương thực đó. Này là lời ta đã phán dặn: Hãy tùy sức ăn của mỗi người và số người trong trại mà góp tên một ô-me. Dân Israel bèn làm như vậy. Kẻ thì lượm nhiều, người thì lượm ít. Cứ lượm từ ô-me. Ai lượm nhiều chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu. Mỗi người vừa đủ sức mình ăn. Môi-se nói cùng dân sự rằng: Ai để dư lại chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu. Mỗi người vừa đủ sức mình ăn. Môi-se nói cùng dân sự rằng: Ai để dư lại cho đến sáng mai. Nhưng dân sự nghe theo lời Môi-se. Một để dư lại đến sáng mai thì sâu hóa ở trong, sinh mùi hôi hám. Môi-se bằng nổi giận cùng họ. Vậy hằng buổi sớm mai mỗi lượm vừa đủ sức mình ăn. Mặt trời nắng nóng thì vật đó tan ra. Đến ngày thứ dân sự lượm lương thực hai, mỗi người 2 ô-me. Các hội trưởng đến lại cho Môi-se rõ, đáp rằng: Ấy là lời Đức Giê-hô-va đã phán rằng: Mai ngày nghỉ, tức ngày sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Hãy nướng món chi các ngươi muốn nướng, hãy nấu chi các ngươi muốn nấu, hễ còn hãy để dành đến sáng mai. Dân sự bèn để dành cho đến sáng mai, y như lời Môi-se đã truyền. Vật đó chẳng sanh mùi hám và cũng chẳng hóa chút nào. Môi-se bèn nói rằng: Hãy ăn đồ đó đi, vì ngày sa-bát của Đức Giê-hô-va và cũng chẳng hóa chút nào. Môi-se bèn nói rằng: Hãy ăn đồ đó đi, vì ngày sa-bát của Đức Giê-hô-va. Hôm nay các ngươi chẳng tìm thấy vật đó trong đồng đâu. Các ngươi lượm 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 ngày sa-bát sẽ chẳng có. Ngày thứ 7, một người trong vòng dân sự ra đặng lượm lấy, nhưng tìm chẳng thấy chi hết. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng một rằng: Các ngươi chẳng chỉ giữ điều răn và luật pháp ta cho đến nào. Hãy suy nghĩ rằng Đức Giê-hô-va đã cho các ngươi ngày sa-bát. Vậy nên đến 6 ngày lại cho các ngươi lương thực đủ 2 ngày. Trong ngày thứ 7 mỗi người phải ở yên chỗ mình, ai ra khỏi nhà. Thì ngày thứ 7 dân sự nghỉ ngơi. Nhà nên đặt tên lương thực này là ma. Nó giống như hột ngò cắt trắng, mùi như bánh ngọt và mật ong. Môi nói rằng: Lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn như vậy. Một ô-me mana đặng truyền trải các đời. Thiên hạ thấy thứ bánh ta đã cho ngươi ăn nơi đồng vắng. Giê-hô-va đã phán dặn như vậy. Một ô-me mana đặng truyền trải các đời. Thiên hạ thấy thứ bánh ta đã cho ngươi ăn nơi đồng vắng, khi các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập. Môi-se lại nói cùng A-rôn rằng: Hãy lấy một cái bình đựng một ô-me mana để mặt Đức Giê-hô-va đặng lưu truyền. A-rôn bèn để đó trước sự chứng cớ, hầu lưu truyền y như lời Đức Giê-hô-va phán dặn Môi-se. Dân Israel ăn mana trải 4 năm, cho đến khi vào bờ cõi Canaan là xứ có người ở. Vả ô-me là 1/10 của eph xứ có người ở. Vả ô-me là 1/10 của eph. Chương 7. Cả hội Israel đi từ đồng vắng Sin, đi từng trạm tùy Đức Giê-hô-va, đóng Rephidim. Ở đó có nước cho dân sự uống. Dân sự bèn kiếm cớ cặp Môi-se mà rằng: Hãy chúng tôi nước uống. Môi-se đáp rằng: Sao các kiếm cớ cãi lộn cùng ta? Sao ướm thử Đức Giê-hô-va? Dân sự ở đó không có nước, bị khát, oán trách Môi-se mà rằng: Sao người khiến chúng tôi ra xứ Ai-cập, hầu cho chúng con và các bầy súc phải chịu chết khát thế này? Môi-se bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Tôi phải thế nào cùng dân này? Điều họ ném đá tôi. Đức Giê-hô-va đáp cùng rằng: Hãy cầm gậy ngươi đã đập dưới sông, dẫn trưởng lão Israel rồi trước mặt dân sự. Ta sẽ đứng đằng trước ngươi ở trên hòn đá tại Horeb. Ngươi hãy đập hòn đá thì nước từ đó chảy ra, sự sẽ uống lấy. Môi-se sẽ đứng đằng trước ngươi ở trên hòn đá tại Horeb. Ngươi hãy đập hòn đá thì nước từ đó chảy ra, sự sẽ uống lấy. Môi-se bèn làm như vậy trước mặt trưởng lão Israel. Người đặt tên nơi này là Ma và Meriba, vì có việc cãi lộn mà dân Israel kiếm cớ gây cùng người, và vì họ đã ướm thử Đức Giê-hô-va nói rằng: Có Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta hay không? Và khi đó dân Amalek đến khiêu cùng Israel tại Rephim. Môi-se bèn nói với Giô-suê rằng: Hãy chọn tráng sĩ cho chúng ta ra chiến đấu cùng dân Amalek. Mai ta sẽ đứng nơi đầu nọc cầm gậy của Đức Chúa Trời trong. Giô-suê bèn y như lời Môi-se nói, đuổi chiến dân Amalek. Môi-se, A-rôn và Hu-rơ lên trên đầu nỗng. Vả, hễ Môi-se giơ tay lên thì dân Israel thắng hơn, nhưng khi người xuỗi tay xuống, dân Amalek lại thắng hơn. Khi Môi-se giơ tay lên thì dân Israel thắng hơn, nhưng khi người xuỗi tay xuống, dân Amalek lại thắng hơn. Tay Môi-se mỏi, A-rôn và Hu-rơ bèn lấy kê cho người ngồi, rồi hai bên đỡ tay người lên. Tay người chẳng động cho đến khi mặt trời lặn. Giô-suê lấy lưỡi gươm đánh bại Amalek và dân sự. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy điều này trong sách làm kỷ niệm, hãy nói cho Giô-suê biết rằng ta sẽ bôi sạch kỷ niệm về Amalek trong thiên hạ. Môi-se lập lên một bàn thờ đặt tên là Giê-hô-va cờ xí của tôi, và nói rằng: Bởi vì Amalek giơ tay lên nghịch cùng ngôi Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va chiến với Amalek từ đời này qua đời kia. Nên Đức Giê-hô-va chiến với Amalek từ đời này qua đời kia. Chương 8. Giê-trô, thầy tế lễ xứ Ma-đi-an của Môi-se, hay được điều Đức Chúa Trời đã làm cho Môi-se cùng Israel là dân sự Ngài, và nghe Ngài đã dẫn dân ấy ra xứ Ai-cập. Người bèn dẫn Sephora vợ Môi-se đã cho trở về nhà cha cùng hai con trai, một tên là Gê-sôn, vì Môi-se đã nói với kiều ngụ nơi ngoại bang, và một tên là Eli-e-se, vì người lại có nói: Chúa Trời của tổ phụ tôi đã vùi và giải cứu tôi khỏi gươm Pharaoh. Vậy Giê-trô, ông gia của Môi-se, đến với hai con trai và vợ Môi-se, thăm người nơi đồng chỗ đóng trại gần bên núi Chúa Trời. Người bèn báo cùng Môi-se rằng: Ta là Giê-trô, ông gia của ngươi, ta cùng vợ ngươi và hai con trai đến thăm ngươi. Môi-se ra đón rước cha mình, mọp xuống và hôn, hỏi thăm nhau, vào trại. Môi-se liền thuật cho ông gia mình biết mọi điều Giê-hô-va vì Israel đã làm Pharaon, và hỏi thăm nhau, vào trại. Môi-se liền thuật cho ông gia mình biết mọi điều Giê-hô-va vì Israel đã làm Pharaon và người Ai-cập, mọi điều khổ nhọc xảy đến cho mình, và Đức Giê-hô-va đã giải thoát Israel thế nào. Giê-trô lấy làm vui mừng các ơn mà Đức Giê-hô-va đã làm cho Israel, giải cứu dân ấy tay người Ai-cập. Giê-trô nói rằng: Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay là Đấng đã giải cứu các ngươi ra tay người Ai-cập và tay Pharaoh, và giải cứu dân sự quyền của người Ai-cập. Bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn hơn các thần, vì người Ai-cập cậy lòng kiêu ngạo lên thì Ngài thắng được chúng. Giê-trô, ông gia của Môi-se, bèn bày một của lễ thiêu và vật mà dâng cho Đức Chúa Trời. Rồi A-rôn và các trưởng lão Israel đến ăn bánh cùng ông gia Môi-se trước mặt Đức Chúa. Ngày sau, Môi-se rồi xét đoán dân sự. Dân sự đứng trực trước mặt Đức Chúa. Ngày sau, Môi-se rồi xét đoán dân sự. Dân sự đứng trực trước mặt người từ đến chiều. Ông gia thấy mọi điều người làm cho dân sự, hỏi rằng: Con làm chi cùng dân sự đó? Sao con chỉ ngồi một mình, còn cả sự đứng chực trước mặt từ sớm mai cho điều như vậy? Môi-se bèn thưa rằng: Ấy dân sự đến cùng tôi đặng hỏi Đức Chúa Trời. Nào họ có việc chi thì đến cùng tôi xét đoán người này cùng người kia, và cho họ biết những mạng lệnh và luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng ông gia lại nói rằng: Điều con làm đó chẳng tiện. Quả thật, con dân sự ở với con sẽ bị đuối sai, vì việc đó nặng quá sức con, một mình gánh chịu. Bây giờ hãy nghe cha khuyên con một lời, cầu xin Đức Giê-hô-va phù cho. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân trước mặt Đức Chúa Trời, và định mọi việc cho Ngài hay. Xin Đức Giê-hô-va phù cho. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân trước mặt Đức Chúa Trời, và định mọi việc cho Ngài hay. Hãy lấy mạng lệnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho đường nào phải đi và điều chi phải làm. Nhưng chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự lợi, mà lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn, hoặc 100 người, hoặc 50 người, hoặc 10 người, đặng đoán dân sự hàng ngày. Các việc can hệ lớn, họ hãy lên cho con, còn những nhỏ mọn, chính họ hãy xét đoán. Hãy sang bớt gánh nhẹ, đặng họ chia gánh cùng con. Nếu con làm việc này, và Đức Chúa Trời ban lệnh cho con chắc sẽ chịu nổi được. Cả dân sự này sẽ đến chỗ bình yên. Vâng lời ông gia mình, làm mọi điều người đã dạy. Vậy, Môi-se bèn chọn trong cả Israel những người tài năng lên trên dân sự, làm trưởng trị hoặc 1000 người hoặc 100. Vậy, Môi-se bèn chọn trong cả Israel những người tài năng lên trên dân sự, làm trưởng trị hoặc 1000 người hoặc 100, hoặc 50 người hoặc 10. Họ xét đoán dân hàng ngày. Các việc họ giải lên cho Môi-se, nhưng họ xét lấy các việc nhỏ. Đoạn Môi-se đem gia mình trở về xứ người. Cảm ơn Chúa, lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.